Xin kính chào các anh chị sau đây em sẽ hướng dẫn các anh chị thực hiện nghiệp vụ lập chứng từ bán hàng có chiết khấu thương mại trên phần mềm amis kế toán anh chị theo dõi ví dụ sau đây ngày 23 tháng 5 năm 2022 doanh nghiệp xuất hàng hóa bán cho công ty trách nhiệm hữu hạn Bắc Âu chưa thu tiền hàng bao gồm điện thoại Xiaomi Redmi Note 11 số lượng 5 chiếc đơn giá 4 triệu 690.000 đồng thuế giá trị gia tăng 10% điện thoại Xiaomi Redmi Note 11 pro số lượng 5 chiếc, đơn giá 7 triệu 490 000 đồng, thuế giá trị gia tăng 10%. Do khách hàng đặt mua với số lượng lớn nên được hưởng chiết khấu thương mại 2% trên giá bán chưa tính thuế giá trị gia tăng. Với nghiệp vụ trên, anh chị thực hiện trên phần mềm như sau. Đầu tiên, anh chị vào phần hệ bán hàng, tab bán hàng, nhấn thêm, chọn chức năng chứng từ bán hàng. Anh chị chọn loại chứng từ bán hàng cần lập để chương trình tự động định khoản giúp anh chị. Ở đây em lựa chọn là bán hàng hóa trong nước. Tiếp theo anh chị chọn trạng thái thu tiền là chưa thu tiền hay thu tiền ngay. Trường hợp anh chị chọn là chưa thu tiền thì chương trình sẽ hiển thị thông tin điều khoản thanh toán, số ngày được nợ, hạn thanh toán để anh chị khai báo. Trường hợp anh chị chọn là thu tiền ngay thì anh chị có thể chọn thu tiền bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Khi anh chị chọn phương thức thu tiền và loại chứng từ thì phần mềm sẽ căn cứ vào hình thức thu tiền là tiền mặt hay chuyển khoản mà tự động sinh ra các chứng từ thu tiền tương ứng trên phân hệ tiền mặt hoặc tiền gửi. Với ví dụ trên, em sẽ lựa chọn là chưa thu tiền. Trường hợp mà anh chị muốn lập chứng từ bán hàng kèm phiếu xuất kho, thì anh chị tích chọn vào ô kiêm phiếu xuất kho. Anh chị xác nhận việc lập chứng từ bán hàng có xuất kèm hóa đơn hay không bằng cách tích chọn hoặc bỏ tích chọn tại mục lập kèm hóa đơn. Tiếp theo, anh chị khai báo các thông tin chung của chứng từ bán hàng, và nhập các thông tin ngày hạch toán, ngày chứng từ, số chứng từ. Tại tab hàng tiền, anh chị khai báo thông tin hàng hóa bán ra. Tại cột mã hàng, anh chị có thể nhập thông tin mã hàng hoặc tìm kiếm nhanh trên danh sách. Tại đây, chương trình sẽ tự động định khoản giúp anh chị. Anh chị nhập bổ sung thông tin số lượng, đơn giá, thuế xuất thuế giá trị gia tăng. Ở mục chiết khấu, anh chị chọn hình thức chiết khấu phù hợp với nghiệp vụ thực tế phát sinh. Trường hợp anh chị chọn chiết khấu theo phần trăm hóa đơn thì tại cột tỷ lệ chiết khấu, anh chị nhập tỷ lệ chiết khấu thương mại được hưởng tương ứng với mỗi mặt hàng. Trường hợp mà chỉ có giá trị chiết khấu thương mại phản ánh chung cho toàn bộ hóa đơn thì anh chị chọn hình thức chiết khấu là theo số tiền trên tổng hóa đơn. Và tiến hành phân bổ như sau: Anh chị nhấn phân bổ chiết khấu. Sau đó nhập số tiền chiết khấu thương mại được hưởng. Chọn phương pháp phân bổ và nhấn phân bổ. Anh chị lưu ý giúp em, trường hợp các mặt hàng đã được hưởng một tỷ lệ chiết khấu rồi nhưng được hưởng thêm chiết khấu khác trên tổng hóa đơn thì khi đó anh chị thực hiện phân bổ như hướng dẫn ở trên và tích chọn vào ô cộng thêm vào số tiền chiết khấu, sau đó nhấn thực hiện. Chương trình sẽ tự động phân bổ chiết khấu thương mại cho hàng hóa mua về và cập nhật vào cột tiền chiết khấu. Với ví dụ trên, em sẽ lựa chọn là chiết khấu theo phần trăm hóa đơn và nhập tỷ lệ chiết khấu là 2%. Trường hợp khi lập chứng từ bán hàng, anh chị có tích chọn kiêm phiếu xuất kho thì chương trình sẽ tự động sinh ra tab phiếu xuất và sau khi anh chị cất chứng từ bán hàng thì hệ thống sẽ tự động sinh chứng từ xuất kho hàng bán sang tab nhập xuất kho của phần hệ kho. Trường hợp mà ở trên anh chị chọn là lập kèm hóa đơn thì phần mềm sẽ tự động sinh ra tab hóa đơn, anh chị nhập bổ sung thêm thông tin hóa đơn nếu cần. Sau khi khai báo xong, anh chị nhấn cất Trường hợp thủ kho có tham gia sử dụng phần mềm, sau khi lập chứng từ bán hàng, phần mềm sẽ tự động sinh ra phiếu xuất kho trên tab đề nghị nhập xuất kho của thủ kho. Thủ kho sẽ thực hiện ghi sổ phiếu xuất kho vào sổ kho. Như vậy là em đã hướng dẫn anh chị xong nhiệm vụ lập chứng từ bán hàng có chiết khấu thương mại. Cảm ơn anh chị đã chú ý theo dõi. Xin chào và kính chúc anh chị thực hiện thành công.